chiếm vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội, nhưng mảnh đất để xây dựng dự án The Sun Rover lại biến thành nơi trông giữ xe khi bị bỏ hoang nhiều năm, làm dấy lên nghi ngờ Tân Hoàng Minh đang đói vốn. The Sun Rover Hàng Bài được giới thiệu là dự án có vị trí đắc địa nhất của Tân Hoàng Minh tại trung tâm Hà Nội, chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 100 mét. Dự án này có hai mặt tiền tại Hàng Bài và Hai Bà Trưng, đối diện trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza nổi tiếng. Chủ đầu tư từng giới thiệu sẽ xây trung tâm thương mại và căn hộ đẳng cấp nhất từ trước tới nay. Tổ hợp dự kiến cao 8 tầng, có 5 tầng hầm và hoàn thành vào giữa năm 2018. Hoàn thành xong việc giải phóng mặt bằng gian nan, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có quyết định số 3362 giao đất cho Tân Hoàng Minh từ ngày 19 tháng 7 năm 2011. Tiêu tốn số tiền khổng lồ, những tưởng ông lớn này sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng siêu dự án The Sun Rover. Nhưng kể từ đó đến nay, đã gần 3 năm, mảnh đất vàng vẫn ngổn ngang. Mặt bằng lô đất hiện chỉ để trông xe, cỏ dại mọc tùm, hoang phế, khiến cảnh quan quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, bộ mặt của thủ đô trở nên nhếch nhác. Với thực tế hiện nay, liệu dự án này có hoàn thành đúng tiến độ hay vẫn chỉ là một bãi đất hoang phế như thế này?